giá sầu riêng ngày 14 tháng 6 năm 2024, trồng sầu riêng theo mã số vùng trồng, nông dân khó ban đầu, lợi về sau, dự báo trong những tháng tới, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng và rau quả có thể tăng mạnh trở lại. Giá sầu riêng thu mua tại vườn có giảm, nhưng do năng suất tốt hơn nên thu nhập của người trồng vẫn đảm bảo tốt, đặc biệt tại nhiều địa phương, ngành nông nghiệp đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và nhà vườn tích cực sản xuất có mã số vùng trồng, đảm bảo chất lượng cao chinh phục được nhiều thị trường lớn, các tỉnh đang tăng cường tập huấn cho bà con nắm hiểu rõ lợi ích khi vùng trồng đó đã được gắn mã số, cụ thể là hiểu được những yêu cầu quy định và chúng ta phải ghi chép sổ tay, phải cùng một quy trình quản lý. Năm 2023, xuất khẩu sầu riêng mang về cho nước ta 2,3 tỷ đô la, con số kỷ lục này sẽ chưa dừng lại đó, nếu nhà vườn và doanh nghiệp làm tốt hơn nữa việc định danh vùng trồng, sản phẩm có nguồn gốc đảm bảo an toàn và chinh phục được các thị trường khó tính. Năm 2024, diện tích trồng sầu riêng cả nước tăng lên khoảng 150.000 hecta, sản lượng dự kiến sẽ đạt 1,5 triệu tấn, lợi nhuận 1 hecta có thời điểm lên tới cả tỷ đồng, hiệu ứng giá cao, tăng xuất khẩu cũng đang tạo nên cơn sốt mở rộng diện tích sầu riêng. Việt Nam cần sớm tái cơ cấu ngành hàng này theo hướng chuỗi giá trị, tiếp tục nâng cao chất lượng và đa dạng kênh tiêu thụ để xuất khẩu bền vững hơn đó là liên kết với những đơn vị có nhu cầu xuất khẩu gắn với vùng trồng của chúng ta để đảm bảo được hàng hóa nông sản cũng như trái sầu riêng được thu mua đúng ngay vùng trồng đảm bảo chất lượng yêu cầu của nước nhập khẩu và chúng ta nâng cao giá trị sản xuất cũng như lợi nhuận cho bà con nông dân khi tham gia mã số vùng trồng này việc đảm bảo chất lượng sầu riêng xuất khẩu là nhiệm vụ hàng đầu hiện nay để sầu riêng việt nam đứng vững trên thị trường trước sức ép gây gắt từ thái lan malaysia Trước tình trạng tăng trưởng nóng về diện tích sầu riêng ở nhiều tỉnh trong thời gian qua, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các địa phương rà soát lại các vùng trồng và quy trình canh tác sầu riêng, đặc biệt phải xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia mới cho trái sầu riêng tươi. Giá sầu riêng hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2024 ghi nhận đi ngang ở tất cả chủng loại sầu riêng so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Giá cao nhất ở miền Tây Nam Bộ và ở Đông Nam Bộ và thấp nhất ở Tây Nguyên sầu riêng RI6 hàng đẹp đứng ở mức cao nhất là 65.000 đồng kg. Giá sầu riêng Thái tại khu vực miền Đông Nam Bộ đứng mức cao nhất là 95.000 đồng kg. Cụ thể, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Tây Nam Bộ, chủng sầu riêng RI6 đẹp và sầu riêng RI6 xô so đạt 48.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng RI6 đẹp đứng ở mức 63.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp ở mức 94.000 đến 95.000 đồng mỗi kg, sầu riêng thái xô ở mức 75.000 đến 77.000 đồng mỗi kg. Giá sầu riêng hôm nay tại khu vực miền Đông Nam Bộ, giá sầu riêng RI6 đẹp và sầu riêng RI6 xô có mức giá thương lái thu mua 48.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng thái đẹp ở mức 94.000 đến 95.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó sầu riêng Thái xô đứng ở mức 75.000 đến 77.000 đồng mỗi kg, giá sầu riêng hôm nay tại khu vực Tây Nguyên, giá sầu riêng RI6 đẹp và sầu riêng RI6 xô ở mức giá thương lái mua 48.000 đến 63.000 đồng mỗi kg. Sầu riêng Thái đẹp có mức 90.000 đến 92.000 đồng mỗi kg, trong khi đó sầu riêng Thái xô ở mức 71.000 đến 72.000 đồng mỗi kg.